Jimmy Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV San Diego. Thưa quý vị, trong phòng thâu phim của chúng tôi hôm nay, chúng ta rất là hân hạnh được chào đón một tiến sĩ, luật sư, giáo sư và nhà điêu khắc gia Lưu Nguyễn Đạt. Dạ, xin chào chú Đạt. Dạ, xin chào Jimmy Thái và xin chào tất cả quý khán thính giả của đài VNTV San Diego. Dạ, nhân cái kỷ niệm cái 40 năm ngày Sài Gòn sụp đổ, thì chúng ta có cái cơ hội là chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề rất là hay, đó là cái bàn tay hy vọng tại cái Camp Pendleton. Và chú Đạt đây là người điêu khắc gia, và xin chú nói chút xíu về cái quá khứ của mình và cái tiến trình mà làm cái điêu khắc cái bàn tay hy vọng. Vâng, chúng tôi có cái may mắn là chúng tôi đã ra khỏi Sài Gòn trước khi Sài Gòn thất thủ. Dạ. Trong vòng độ gần tuần lễ. Dạ vâng. Thì tại vì là nhà tôi là trong ngành báo chí, trước đấy bà ấy làm việc với lại Newsweek Magazine và Chicago Daily News. Dạ. Vì thế nên ông Short Bureau của Chicago Daily News đã đi từ Hồng Kông sang và thu xếp để mà đón chúng tôi sang ra khỏi Sài Gòn. Dạ vâng. Thì chúng tôi đến Guam trước. Thì trong khi ở Guam thì biết là Sài Gòn mình mất. Thì đó là cái đau đớn đầu tiên của gia đình chúng tôi. Dạ vâng. Và chỉ vòng khoảng độ 2 tuần lễ sau thì chúng tôi bắt đầu đi tàu bay thẳng sang đất liền và đến California. Dạ. Và cái nơi mà tiếp đón chúng tôi là trại Camp Pendleton. Dạ vâng. Là trại của thủy quân lục chiến. Dạ vâng. Lúc đó đổi thành ra một cái trại tiếp đón tiếp cư. Dạ. Và chúng tôi lại tiếp tục cái sự gọi là buồn ở trong đó, ở điểm là ngày hôm trước chúng ta là những công dân của một đất nước có thể nói là đang đi con đường dân chủ, nhưng mà chúng ta không đủ thì giờ và chúng ta cũng không có may mắn là những đồng minh của chúng ta giúp đến tận tình. Dạ vâng. Vì thế nên chúng ta đã mất cái cơ hội đó. Mà khi chúng tôi đến Pendleton thì chúng mình lúc đó không phải một công dân của nước nào cả. Dạ vâng. Đứng xếp hàng đi ăn đi uống đi đợi, một cái đời sống rất là không có gì rõ rệt. Vì thế nên tôi nghĩ là có cần phải có một cơ hội để ghi lại cái quan niệm sống của mình. Dạ vâng. Thì chúng tôi có cái may mắn là gặp một ông chaplain là một vị tuyên úy, trung tá hải quân ở trung tá thủy quân lục chiến. Thì ông ấy rất thân với, từ từ ông rất thân với chúng tôi. Và ông đồng thời ông ấy cũng thân với lại ông tướng chỉ huy. À, thế nên officer. Ông ấy giới thiệu tôi đến gặp ông Paul Graham là vị tướng chỉ huy của Camp Pendleton. Thì ngay tức khắc tôi thấy đó là một cơ hội tốt. Và tôi nghĩ trong đầu là phải làm một cái gì rõ rệt. À. Mang một cái dấu ấn gì rõ rệt. Mà tôi vẽ một cái tượng, một cái hình, một cái esquisse, bàn tay và có hai đứa trẻ con. Và khi tôi đi gặp ông Paul Graham thì tôi nói là có lẽ đây là cơ hội để chúng tôi vừa cảm ơn ông cái sự đón tiếp của thủy quân lục chiến dành cho người tị nạn của chúng tôi, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để chúng tôi nêu lên cái sự mong muốn của chúng tôi đối với lại hậu duệ, đối với lại tương lai. Thì cái công việc làm của chúng tôi đây là cái dự án mà tôi có thể nói là đặc biệt, và tôi đặt tên nó là Hand of Hope, mà bây giờ chúng ta dịch là bàn tay hy vọng. Dạ vâng. Thì nếu là chúng tôi nói là một cái gì dấu ấn cụ thể thì tiếng Mỹ nó là một cái concrete experience. Dạ. Và từ cái chữ concrete đó, đó thì chúng ta đã hiểu nó là cũng là một cái bê tông cốt cán. Nó có hai nghĩa. Nó vừa là concrete mà vừa là cái material. Vì thế nên tôi nói đây chúng tôi sẽ làm cái bàn tay cao 8 feet và có hai đứa trẻ. Và tôi giải thích cho ông ấy tại làm sao tôi làm như vậy. Thì ngày hôm nay tiện đây tôi cũng xin giải thích. Dạ vâng. Thứ nhất là đây là một công trình mà tôi cũng hơi thấy đặc biệt là nếu như một cái mang đến một người kinh doanh thì chắc phải đợi làm dự án này, dự án nọ, cả tháng này, tháng nọ mới xong. Đúng rồi. Tôi chỉ làm đúng một ngày, đúng một giờ. Và ngày hôm sau thực hiện.
Cái đó là cái dự án mình trình bày chứ không phải là một ngày làm rồi các bạn xong cái bàn vâng, tay. Vâng, cái dự án thôi. Dạ vâng. Nghĩa là trước khi mình làm cái gì mình phải cái người mà người ta bỏ tiền ra, người ta cho mình phép làm cũng phải kỹ lưỡng lắm. Dạ vâng, đúng rồi. Đây đằng này ông ấy rất là tin tưởng ở tôi. Dạ. Thành ra có lẽ là cái cơ hội đó nó là một cái lịch sử là ai cũng phải có một cái cảm động. Dạ. Cái ông tướng đó ông cũng cảm động và tôi cũng là có cái xúc cảm của tôi. Dạ. Thì với hai cái người xúc cảm đó họ bật lên một cái tư tưởng lớn. Dạ. Thì ngay tức khắc ông thấy công việc làm rất là có ý nghĩa và ông cho phép tôi làm ngay và ông ấy cho tôi một ông thiếu tá để mà phối hợp tất cả cái công trình này. Yeah. Tôi cần cái gì đào bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cốt sắt, ai làm trợ việc cho tôi, ông cho hết. Yeah. Và chỉ có 2 hôm sau bắt đầu công trường mở. Yeah. Nghĩa là tôi chưa thấy một cái dự án nào mà nó phải nhanh như thế. Yeah, yeah, vâng. Và nếu mà bây giờ bỏ ra mà thực hiện một cái công trình như vậy thì cả vài trăm ngàn đô la. Như vậy là chú có thể cho khán giả biết là trong vòng bao thời gian bao lâu thì chú mới hoàn tất cái công trình này? Thì khi tôi đưa tới Pendleton đó thì vào khoảng độ giữa tháng 5. Yeah. Thì đến nói rằng là chỉ có vài hôm, một tuần lễ sau là tôi đã gặp ông tướng rồi. Yeah. Và đến cái tuần lễ thứ 3, thứ 4 của tháng 5 bắt đầu tôi đã khởi công. Và tôi làm suốt tháng 5, tháng 6 và đến đầu tháng 7 tôi đã xong. Và tôi đã tặng cái tác phẩm đó, cái công trình đó cho Camp Pendleton và cho những người người đồng hương của mình, người tị nạn. Và đúng ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và hôm đó là đúng là 200 năm. Thì họ, người Hoa Kỳ có 200 năm, mình chỉ có 20 năm thôi. Dạ vâng. Thành ra là cái bàn tay của tôi nó là cái sự tiếp nối của 20 năm cố gắng của người Việt Nam Cộng Hòa không thành công. Và cái sự thành công của Hoa Kỳ 200 năm. 200 năm. À, cái bàn tay nó là nó ở giữa. Đó là cái cơ duyên mà tôi thấy rằng là ngày hôm nay ông Paul đã mất rồi. Ông Graham đã mất rồi. Nếu mà ông còn sống chắc là tôi cũng muốn đến thăm ông. Thì ông mới mất. Nhưng mà về tâm thần thì tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi rất cầu nguyện là tôi cảm ơn ông. Tôi cảm ơn ông ấy là đã tin tôi và tin cái sự gọi là hiện diện của người tị nạn, người Việt Nam mình ở đất nước Mỹ. Cái đó là cái mà riêng cái ông Graham, ông đã tiêu biểu cho cái bàn tay đó phần nào. Một cái câu hỏi nữa mà cháu xin được hỏi chú là cái bàn tay đó có hai đứa trẻ, một đứa trẻ đứng và một đứa trẻ bay. Thì chú có thể cho khán giả biết cái ý nghĩa của cái bàn tay và hai cái đứa trẻ trong hai cái tư thế khác nhau như thế nào không ạ? Vâng, thế để sau khi mà mình nói sơ sơ cái vấn đề mà xây cất cơ duyên thì tôi nói ngay đến cái nói cái ý nghĩa. Dạ vâng. Thì cái bàn tay đó là bàn tay trái. Nếu mình nhìn kỹ là cái vị thế nó là bàn tay trái, chứ không phải tay phải, tại là em nhìn thấy nó rõ là một bàn tay trái, cái bàn tay gần với con tim, con tim của ông Paul Graham, con tim của cộng đồng Hoa Kỳ, con tim của những người dân tộc Hoa Kỳ, nghĩ tới dân tộc Việt Nam. Đồng thời, bàn tay đó cũng là cái bàn tay của thế hệ một của những người tị nạn đã hy sinh bỏ nước ra đi. Nhưng mà vẫn có cái bàn tay để nâng niu con hậu duệ của mình, con cháu của mình. Và đặc biệt, em vừa hỏi, cái bàn tay đó chỉ có hai đứa trẻ con. Đúng, tại bàn tay đó không có người lớn. Tại vì cái cuộc ra đi, bỏ nước ra đi, không phải vì cái quyền lợi của thế hệ trước. Nếu mà chỉ vì vấn đề mà mình trốn tránh, thì có lẽ không ai dám trốn tránh cả. Tại nguy hiểm quá. Còn sợ lắm. Nhưng mà nếu mà mình bỏ ra đi và để mà cứu được, tư mang được con cái mình và bao nhiêu người khác thì lúc đó mình mới hăng say, mình mới làm được. Thế như vì thế là cái cuộc mà mình bỏ nước ra đi đấy, không phải là để mà không những là để chống đối Cộng sản mà thôi. Nhưng mà cũng lại là một cái cơ hội để mà mình dìu dắt cái lý tưởng của mình sống lại qua cái hậu duệ con cái của mình nữa. Vì thế nên đó là cái mà cái nghị lực thật của mình ra đi. Mình không phải là đi vì hèn, mà mình đi vì hy vọng mang lại một cái tương lai đẹp hơn cho đất nước mình. Vâng.
Vì và cái tương lai đó nó điển hình ở sự hiện diện của thế hệ trẻ. Mình chỉ là cái người dẫn, mình chỉ là cái đầu cầu, được cái bàn tay nâng lên thôi. Nâng lên chứ còn cái, dạ, vâng. Cái đứa trẻ mà nó thực hiện là cái thằng đứng và một thằng bay. Dạ. Cái anh đứng là cái gì? Cái anh đứng là cái vị thế của cái anh mà chính nghĩa. Cái người đứng mà giờ cũng người là người anh hùng. Dạ, vâng. Cái người mà ngồi xuống hoặc là người bò xuống thì tóm tại cái hình ảnh của cái kẻ hèn. Dạ, vâng. Đằng này cái đứa, một trong đứa đó là thằng đứng, là người anh hùng, dạ, vâng. Người công binh. Nhận lại sự thật, nhận lại cái đau đớn của bố mẹ mình, nhận lại cái trách nhiệm của mình. Cái đứa thứ hai ở bên dưới, nó bay ra khỏi bàn tay. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái sự chăm sóc của, mở cái bàn tay ra đón tiếp của cộng đồng Hoa Kỳ chỉ là một cái cơ hội thôi. Dạ vâng. Chỉ là một cái đẩy lên thôi. À. Để cái đứa bé đó nó bốc lên. Thì chứng cớ là cái hy vọng của tác giả là tôi. Dạ vâng. Năm 1975, lúc đó chỉ là cái hy vọng thôi. Chứ năm nay, 40 năm sau, thì tất cả cái hy vọng đó là sự thật. Yeah. Để tất cả những đứa con của những người tị nạn, thế hệ 1,5 như các em, yeah, vâng. Hoặc là thế hệ 2 như các con cháu của tôi, yeah, vâng. Thì phải nói là đa số toàn là thành công hết. Yeah. Không những mình cứ đếm đầu tay, mình mở ra annual book, telephone book, thì mình sẽ thấy là toàn là doctor, bác sĩ, chuyên nghiệp đủ hết. Các em toàn là người chuyên nghiệp. Dạ. Thì cái đó là cái không phải là hy vọng mà là sự thật. Sự thật. Dạ vâng. Đó. Nhưng mà cái bàn tay đó đấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là hy vọng thôi. Đấy, trong đó bao nhiêu người tới trại, nao nức để ra khỏi trại, để kiếm một cái nơi mà an sinh. Đi định cư. Dạ vâng. Dạ vâng. Riêng tôi và gia đình ở lại trại 2-3 tháng rồi để thực hiện nốt. Tại vì là tôi tin vào cái tương lai. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay 40 năm sau. Ở đất nước Mỹ này có hai bàn tay thôi. Một bàn tay ở New York, bàn tay của cái thần tự do. Thần tự do, đúng không? Dạ vâng. Thì bàn tay đó đón tiếp, mang ánh sáng để đón tiếp những người di dân ở Âu Châu sang. Đúng rồi. Dạ. Họ là migrant, economical migrant, là người thiếu thốn di dân. Còn cái bàn tay ở Pacific, cái bàn tay của Peloton này này, bàn tay của Lưu Văn Đạt làm ra là để đón tiếp và để kéo lên những người tị nạn cộng sản ở Á Đông. Vậy thì bên Mỹ có hai bàn tay, một cái ở New York, ở phía Atlantic, Atlantic và bên mình là Pacific. Yeah. Thì là quá hai bàn tay đó nó tạo ra cái thế lực của người Mỹ. Vì thế nên cái bàn tay đó cũng là cái sự đóng góp của mình trong tương lai của người Mỹ, chứ không phải tương lai của cộng đồng mình mà thôi. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Rất là cảm ơn cái ý nghĩa sâu xa mà nhà điêu khắc Lưu Nguyễn Đạt đã giải thích cho chúng ta. Và kính thưa quý vị, và như vậy thì Jimmy Thái xin tóm tắt lại là nếu mà quý vị có cơ hội ghé thăm cái trại Camp Pendleton trong cái mùa kỷ niệm 30 tháng 4 này, hoặc là chỉ dù mình có cơ hội đi ngang qua, quý vị sẽ thấy cái bàn tay mà cái điêu khắc gia Lưu Nguyễn Đạt vừa mới trình bày với chúng ta. Và Jimmy Thái xin khuyến khích quý vị nên dừng lại một giây phút để mà chiêm nghiệm lại tất cả những cái gì mà 40 năm trước một cái người trong thế hệ đàn anh của chúng ta đã xây dựng ra, với tất cả những cái gửi gắm, tất cả những cái hy vọng, kỳ vọng mà ngày hôm nay chúng ta, những người tị nạn trên đất Hoa Kỳ đã thành đạt rất là thành công. Và với cái sự tóm tắt như vậy thì Jim Thái xin cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Xin chào quý vị. Xin chào cảm anh. Ơn anh Jim Thái và cũng xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài VNTV San Diego.